mình không được khéo tay lắm các bạn, cho nên mình xếp được vậy nè. Đó, nhìn cũng được ha, cũng đỡ ha, không có xấu mấy. Rồi mình bỏ lên trong cái thay, rồi mình sẽ tiếp theo cái này. Hôm nay làm há cảo lên các bạn. Đây là bột há cảo. Nay ăn há cảo trừ cơm. Đó, mình làm bột há cảo xong rồi mình hấp lên mình ăn với chấm tương hay ăn với salad á. Chồng mình thì muốn ăn kiêng cho nên ăn này khỏi ăn cơm. Ăn với salad. Cái này thì mình làm bột năng, bột gạo với bột mì trộn chung á các bạn. Nó còn nóng nè. Mình để nước sôi vô nên nó còn nóng. Cái bột mình nha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ ủ nó 15-20 phút vậy nha. Còn bột mình trắng tươi rồi thôi. Đó, giờ mình ủ nha. Rồi, trong khi chờ đợi mình sẽ lót giấy vào trong cái này để mình hấp nha các bạn. Đó, mình cắt này ra. Cái mình lót vô. Cái này là giấy mà để nó nướng bánh. Mình chế mình lót luôn kia. Nè mình cắt ra vòng tròn này nè. Rồi mình lót lên. Lót lên trong này. Nè các bạn. Đó mình lót rồi xong mình bỏ há cảo lên xong mình hấp ha. Rồi ở đây là nhân nè. Nhân mình tự chế nha các bạn. Nhân này là thịt xay. Thịt xay mình mua ngoài chợ đó. Xong cái mình đem về mình ướp với hạt nêm, dầu ăn, bột ngọt, rồi dầu me, rồi cà gót với hành lá mình bỏ vô cho có rau thêm á. Rồi thông thường thì phải bỏ thêm tôm nữa nó mới ngon, dai dai ngon. Nhưng mà mình hiện tại mình đang cử tôm nên mình không ăn tôm được tại cái tay mình bị đứt. Sợ ăn vô cái nó bị sẹo lòi á, cho nên không dám ăn tôm, cho nên nấu đơn giản dễ ăn nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đỏ đỏ cà gót, màu hồng 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 của thịt và màu xanh của hành lá. Trong này mình có bỏ tiêu nữa nha các bạn, mình bỏ tiêu ít à, con mình nó không ăn cay được, mình bỏ tiêu ít. Rồi mình dùng cái lon mà đựng nước đá thôi các bạn. Mình làm cắt bánh ha. Cắt cái bánh há cảo rồi bột bánh. Cho nó đều. Rồi mình xếp
với cái thứ hai cho cái này cho các bạn xem ha. Dạng giống như là mình không đẹp, mình làm sao mà mình cảm thấy là nó ok là được rồi ha, chứ mình không phải là người chuyên nghiệp nha các bạn. Tu fais la vapeur. Très bon. Nãy cái đầu làm đẹp thôi, cái mấy cái tiếp theo nó không được đẹp bằng mấy. Ông xã mình cái này là ăn giảm cân thôi các bạn. Nó gì nè, nó không đẹp lắm nha. Rồi lấy kim cho ba bay con, mày đang ấy bắt à. Được rồi nha các bạn, làm ổn nha. Mama. Rồi hai nồi, hai cái nồi hấp, hai cái dĩ hấp dim sum của mình xong rồi các bạn. Bây giờ mình cho lên nước sôi mình hấp nha. Này nắp hấp trong khoảng 5-7 phút nha. Đây là ăn cơm tối luôn nha. Đó, nước sôi sôi bỏ vô hấp. Giờ canh 5-7 phút mình lấy ra mình ăn mâm lên nha. Rồi đi, gì há cạo của mình hấp xong rồi nè các bạn. Cái này mình để nó chặt quá nên nó hơi bị dính rồi nó nứt ra, nhưng mà kệ, cũng không sao. Bây giờ chờ chồng mình nếm thử coi chất lượng của nó như thế nào ha, quan trọng là chất lượng nha. Đó, nói chung là mình làm được như vậy là mình cũng mừng lắm rồi các bạn. Ở đây mình có chén nước tương nè, với chén nước sốt này, đó là để chấm với cái này ăn. Nước tương thì mình ăn, ông xã mình sẽ ăn với nước sốt sốt chua ngọt. Bây giờ mình ăn thử một miếng nha các bạn, đói bụng lắm luôn rồi. Giờ này là 7 giờ tối rồi đó, mình ăn mình chấm vô nước tương rồi mình ăn thử nha. Ngon quá mọi người ơi. Ngon quá. Ôi, đó, cho cây da nè, 4 cục nè. Cắt nhỏ ra. Ăn đi. Ừ. Rồi cây da chơi bóp tay luôn nè. Cái bà ba sáng ra đi. Năm nay anh kén ăn nhất nè, không biết anh ăn được không. Cái ngàn nhất mà. Đây mẹ cho. Con ơi chan nước tương không bà dạ? Thì bà sút kìa kìa. Mình này mình là làm thịt xay á. Rồi ăn đi cơm. Bà dạ. Làm ăn cũng ngon mọi người, nó bụng mà ăn này vô ngon. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Ông xã mình nếm thử, ông xã mình khen ngon rồi. Cảm ơn các bạn, hẹn các bạn video kỳ tới nha. William.
ăn được không? Ngon. Ngon. Dạ, dạ ngon. Dạ ngon. Rồi cái anh khoe đồ ăn à. Con ăn đây, mâm mâm đi. Mâm mâm giống anh hai à. Để cho em ăn coi. Quay cái danh á thì quay danh đầu quay ảnh. Quay quay danh á thì cái danh đầu quay ảnh. Rồi đứa dành nhìn. Rồi ăn đi mommy. Mày không quay nữa nha, quay con không ăn à, mày không quay nữa đâu nha. Tạm biệt cô chú đi. Tạm biệt chú. Mày gió cô chú. Rồi.